gì mà tha thứ được. Mình tha thứ nghe con. Má biết là con Phương nó rất là thương con. Đừng vì lỗi lầm mà hủy hoại đi hạnh phúc của hai đứa nghe con. Ba, vợ con thú tội hết rồi má. Nó đã đối xử tệ bạc với má, vậy mà má còn bênh vực nó. Má không giận, má không ghét nó hả má? Ba ơi, má tha lỗi cho nó và cho cả con nữa nha má. Chia má cho con ăn học, vậy mà con làm khổ tía má. Con không lo được cho má, con không có xứng đáng làm con của má. Má là má, sao mà má không thương con cái được chứ? Con à, má biết tánh con Phương, nó không thích con quan tâm tới ai khác ngoài nó, dù cho người đó là má. Đó chẳng qua cũng vì nó quá yêu thương con. Ông bà mình có câu: đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh người chạy lại. Huống hồ chi vợ con nó biết nó sai, nó đang quyết tâm sửa đổi mà. Thôi cho nó một cơ hội nghe con. Chẳng phải là con cũng thương nó lắm sao? Má ơi, con đau lòng lắm má. Nghĩ tới chuyện chia tay, chấm dứt tình nghĩa vợ chồng là lòng con đau thắt lại đó má. Nhưng mà vợ chồng là duyên là nợ đó con, đâu phải nói dứt là dứt được đâu con. Nhưng mà thật ra trong chuyện này con cũng có lỗi đó. Con có lỗi gì vậy má? Con biết tánh tình con Phương mà, con phải quan tâm tới nó nhiều hơn nữa. Con đừng để cho nó có cái cảm giác là nó bị bỏ rơi. Cái chuyện này thì má đã nhắc nhiều lần rồi, mà tại con không có để ý. Con à, nó chỉ nhẹ dạ lỗi lầm, chứ trong bụng nó vẫn thương con. Tha cho nó một lần nha con. Hay như vậy, con chở má về bển nghe. Rồi à, hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau một lần cho nó cặn kẽ. Vợ con nó đang xa chân, chỉ có một mình con mới có thể kéo nó ra khỏi vũng bùn thôi. Con nghĩ tới tình nghĩa của hai đứa mà bỏ qua cho nó lần này nha con. Nha con. Nghe.